Golden Lab, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn. Rõ ràng là cái vấn đề mà rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ mà kéo dài thì chúng ta gặp cũng thường xuyên lắm. Chúng ta có thể phân ra một vài những cái biểu hiện theo nhóm. Đầu tiên hết á, là mình thấy là nó liên quan đến cái nhu động ruột. Cái đường tiêu hóa thì cái phần chính của chúng ta là ở cái ruột. Có thể nó biểu hiện ra ngoài là em bé có thể bị tiêu chảy, hay bị tiêu chảy cấp, tiêu chảy kéo dài. Em bé có thể bị táo bón hoặc là những cái đợt mà vừa tiêu chảy vừa táo bón xen kẽ, rồi những cái rối loạn nhu động liên quan đến cái ở cái phần dạ dày, cái hoạt động của dạ dày, chẳng hạn như chúng ta thấy sẽ bị nôn ói, bị những cái cơn co thắt, nuốt nghẹn, khó nuốt hoặc là chớ sữa ra, thì những cái đó cũng là biểu hiện của cái rối loạn tiêu hóa. Còn một cái nhóm nữa, cái rối loạn tiêu hóa nó biểu hiện ở cái chức năng cái tiêu hóa thức ăn, chẳng hạn như chúng ta thấy là em bé nó ăn thức ăn vào nó bị ẩm ạch, nó khó tiêu, hoặc là cái phân em bé nó đi cầu ra thì nó có biểu hiện là phân sống chẳng hạn, hoặc là phân nhầy mỡ, hoặc là phân bị đổi màu, thì những cái đó nó ảnh hưởng đến cái chức năng hấp thu và tiêu hóa các chất. Ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi điện đến chúng tôi để đặt câu hỏi. Số điện thoại rất là quen thuộc 1900 1259 hoặc 043 9960 886 để được tư vấn.